Các bạn đang nghe chương trình radio Lý luận trẻ số 19 năm 2024. Anh Khoa và Lê Minh Thành thân chào các đồng chí và các bạn. Chương trình radio Lý luận trẻ do Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Bến Tre sản xuất được phát sóng định kỳ vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên fanpage Tuổi trẻ Bến Tre. Chương trình radio số 19 hôm nay có những nội dung chính như sau. Đầu tiên sẽ là bài viết Bến Tre với những tiềm năng cơ hội để phát triển bứt phá. Tiếp theo sẽ là bài viết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2024-2029, đại hội của khát vọng kiến tạo tương lai. 3. Danh hiệu Thanh niên đồng khởi tiêu biểu, mục tiêu phấn đấu cao đẹp của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Bến Tre. Và cuối cùng sẽ là điểm sách lý luận trẻ, bài thơ Những đêm hành quân của nhà thơ Xuân Diệu và sau đây mời các đồng chí và các bạn cùng lắng nghe thưa các đồng chí quý vị khán thính giả và các bạn sáng ngày 3 tháng 10 vừa qua phó thủ tướng thường trực chính phủ nguyễn hòa bình dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh bến tre với chủ đề bến tre tầm nhìn hướng đông và tiềm năng phát triển bền vững tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ công thương kế hoạch và đầu tư, tài chính, tài nguyên và môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, văn phòng chính phủ, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, đại diện địa phương của Nhật Bản, các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội tốt để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, nhất là nắm bắt tư duy, tầm nhìn, không gian phát triển mới, các cơ hội dự án cụ thể từ quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt. Qua đó, huy động các nguồn lực to lớn để thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của Bến Tre trong giai đoạn tới. Đồng thời, sự kiện cũng khẳng định sự quyết tâm, cam kết của lãnh đạo Bến Tre đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước về thu hút đầu tư vào tỉnh. Bến Tre có vị trí quan trọng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế biển năng lượng tái tạo du lịch sinh thái đóng vai trò nguồn cung nông sản thủy sản cho thành phố hồ chí minh và đón nhận sự lan tỏa phát triển của trung tâm kinh tế này điều kiện tự nhiên vị trí địa lý lịch sử văn hóa đã tạo cho bến tre sự khác biệt tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch và kinh tế biển với việc các cầu rạch miễu hàm luông cổ chiên được đưa vào khai thác đã tạo kết nối thuận lợi giữa Bến Tre với các tỉnh thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương cùng với ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, tỉnh Bến Tre đã đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá, các thành phần kinh tế phát triển, cơ sở hạ tầng được hoàn thiện. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Bến Tre cũng không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút doanh nghiệp trong nước và nước ngoài vào đầu tư tại tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh đã và đang triển khai kịp thời những cơ chế chính sách ưu đãi của trung ương và của tỉnh theo cơ chế ưu đãi đầu tư đối với từng dự án hoặc theo lĩnh vực, địa bàn đầu tư. Tính đến thời điểm hiện tại, Bến Tre có 262 dự án có vốn đầu tư ở trong nước còn hiệu lực với tổng số đầu tư hơn 90.000 tỷ đồng và có 68 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn đầu tư hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, Bến Tre còn gặp một số khó khăn, thử thách cần được quan tâm giải quyết. Nổi lên là quy mô kinh tế còn nhỏ, tăng trưởng chưa thật sự bền vững, hạ tầng kinh tế xã hội còn thiếu đồng bộ, diện tích đất dành cho phát triển công nghiệp của tỉnh vẫn còn quá ít. Nông nghiệp công nghệ cao chưa sướng tầm với tiềm năng, kết nối giao thông trong và ngoài tỉnh chưa đồng bộ, hạ tầng đô thị chưa hoàn thiện, số lượng doanh nghiệp ít và chưa có nhiều doanh nghiệp lớn, chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động chưa cao, thu nhập bình quân đầu người nhìn chung còn thấp so với mặt bằng chung của vùng và cả nước. Biến đổi khí hậu, sạt lở, sụp lúng và xâm nhập mạnh chưa có giải pháp khắc phục triệt để. Qua đánh giá của các cấp, Bến Tre còn nhiều dư địa, tiềm năng, cơ hội để phát triển bứt phá lan tỏa trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Trong đó, quy hoạch tỉnh Bến Tre vừa được phê duyệt với tư duy mới, tầm nhìn dài hạn, phát triển tiềm năng, cơ hội, lợi thế từ tự nhiên, con người, truyền thống, văn hóa, lịch sử đã xác định rõ phương hướng phát triển và các nhiệm vụ, giải pháp để tạo đột phá, thực hiện quá mục tiêu đưa Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước đến năm 2030 và đến năm 2050 là tỉnh phát triển thịnh vượng trở thành động lực phát triển quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Trong đó, việc thực hiện thành công tầm nhìn về hướng đông và tiềm năng phát triển bền vững có ý nghĩa rất quan trọng với các trọng tâm về phát triển kinh tế biển, hạ tầng giao thông trục gian biển, năng lượng tái tạo, cảng biển, logistics, công nghiệp chế biến, chế tạo, hình thành các khu đô thị dịch vụ, du lịch tổng hợp, nông nghiệp công nghệ cao nhấn mạnh thời gian tới định hướng chiến lược đường đi của bến tre đã rất rõ đúng đắn vấn đề còn lại là việc tổ chức thực hiện phó thủ tướng nguyễn hòa bình nêu rõ bến tre phải nỗ lực lớn hơn quyết tâm cao hơn đổi mới nhận thức tư duy phương pháp cách tiếp cận và tổ chức thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ đã được đề ra trong đó cần bám sát chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước gắn với việc thực hiện các nghị quyết của trung ương quốc hội chính phủ nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh tổ chức triển khai hiệu quả quy hoạch bảo đảm đồng bộ phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia quy hoạch dùng quy hoạch ngành cùng với đó là quy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế xã hội đẩy mạnh hợp tác công tư khơi thông sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng chiến lược nhất là các công trình, dự án trọng điểm có tính kết nối nội dùng và liên dùng như các cầu Rạch Miễu 2, Ba Lai 8, Cửa Đại, Đình Khao, Cổ Chiên và tuyến đường bộ Giang biển kết nối Bến Tre với Tiền Giang và Trà Vinh. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, xây dựng năng lực cạnh tranh, phát triển các ngành kinh tế quan trọng, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến đẩy mạnh công nghiệp cơ khí chế tạo điện điện tử công nghệ thông tin năng lượng mới thúc đẩy các ngành dịch vụ chất lượng cao như logistics cảng biển du lịch sinh thái đồng thời quan tâm phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đổi mới giáo dục nghề nghiệp gắn với định hướng phát triển nhất là các ngành như năng lượng mới năng lượng tái tạo du lịch chế biến chế tạo thủy hải sản cảng biển đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới, sáng tạo. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là tạo đột phá cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tìm hiểu, lập dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, chú trọng khởi nghiệp, tạo dường ươm, phát triển doanh nghiệp, hình thành các doanh nghiệp lớn, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống sạt lở, xâm nhập mặn, phát triển bền vững hài hòa theo hướng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàng, chú trọng xây dựng đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, dám nghĩ, dám làm, nâng cao hiệu lực hiệu quả của chính quyền các cấp và hệ thống chính trị đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Nhân dịp hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị các bộ ngành trung ương theo chức năng nhiệm vụ được giao quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh Bến Tre trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Riêng Chính phủ luôn luôn quan tâm đồng hành, tạo điều kiện cho tỉnh Bến Tre phát huy hết mọi tiềm năng, thế mạnh, phát triển nhanh và bền vững đồng thời đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư có chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, đồng hành với chính quyền các cấp trong thực hiện đúng cam kết đầu tư, thỏa thuận hợp tác, nghiêm túc tuân thủ luật pháp, chính sách, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tích cực tham gia đảm bảo an sinh xã hội. Sự thành công của Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre năm 2024 là khởi đầu tốt đẹp, tạo sức lan tỏa và thu hút được ngày càng nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư, tạo xung lực phát triển Bến Tre trong giai đoạn mới. Chúng ta tin tưởng rằng với truyền thống cách mạng, giới đà phát triển những năm qua, với sự ủng hộ của các bộ, ngành trung ương, nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân, tỉnh Bến Tre tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều vào phát triển dùng và cả nước. thưa quý đồng chí, quý vị khán thính giả cùng các bạn, ngày 8, 9 tháng 10 năm 2024 sắp tới, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ được diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Tổng kết, đánh giá công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024, đề ra phương hướng công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029. Hiệp thương chọn cử ủy ban hội tỉnh khóa 7 và đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre dự đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 9. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự phát triển và những định hướng mới của phong trào thanh niên trong tỉnh. Với sự tham gia của đông đảo đại biểu, đại hội lần này không chỉ tổng kết các hoạt động của nhiệm kỳ trước mà còn xây dựng những chiến lược và mục tiêu cho tương lai, góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh bến tre đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật phản ánh sự nỗ lực không ngừng của các cấp hội và thanh niên trong tỉnh các chương trình phong trào do hội phát động đã lan tỏa mạnh mẽ đặc biệt là chương trình tôi yêu tổ quốc tôi và phong trào tình nguyện vì cộng đồng hội đã phát huy tốt vai trò đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp khởi nghiệp đã thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên bến tre đặc biệt hội đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn giúp họ tiếp cận công nghệ và kiến thức để phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhiều mô hình kinh doanh hiệu quả đã ra đời từ những chương trình hỗ trợ này công tác chăm lo đời sống tinh thần cho thanh niên cũng được quan tâm các hoạt động văn hóa thể thao và phong trào xây dựng lối sống lành mạnh đã tạo điều kiện cho thanh niên phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ các chương trình giáo dục ý thức bảo vệ môi trường phòng chống tệ nạn xã hội cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các bạn trẻ đại hội lần thứ bảy của hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh bến tre là một cột mốc quan trọng khi tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thách thức và cơ hội đại hội dự kiến sẽ tập trung vào việc xây dựng các chương trình hành động cụ thể đưa phong trào thanh niên phát triển hơn nữa gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đại hội là phát triển lực lượng thanh niên tham gia vào quá trình chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh bến tre đang có những bước tiến lớn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động kinh tế và quản lý xã hội do đó việc trang bị kiến thức và kỹ năng về chuyển đổi số cho thanh niên là điều cần thiết giúp họ không chỉ làm chủ công nghệ mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh bên cạnh đó công tác khởi nghiệp và lập nghiệp vẫn là một ưu tiên hàng đầu đại hội lần này sẽ tiếp tục đặt ra các mục tiêu hỗ trợ thanh niên phát triển các ý tưởng kinh doanh mới đặc biệt là trong các lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ cao du lịch và các dịch vụ sáng tạo hội sẽ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức doanh nghiệp để tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên khởi nghiệp ngoài ra hội cũng sẽ tập trung vào việc xây dựng phong trào tình nguyện có chiều sâu và bền vững phong trào tôi yêu tổ quốc tôi sẽ tiếp tục được triển khai với những nội dung mới mẻ, sáng tạo nhằm khơi dậy dòng tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến trong thanh niên. Công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững cũng sẽ được đẩy mạnh trong giai đoạn mới. Trong nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre đặt ra nhiều mục tiêu lớn, hướng đến việc xây dựng một thế hệ thanh niên tự tin, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Dưới sự tập hợp của hội, thanh niên Bến Tre sẽ được đào tạo để thích ứng với những thay đổi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, từ đó thúc đẩy chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực. Việc xây dựng các mô hình đào tạo kỹ thuật số kết hợp với các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp công nghệ sẽ là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Các chương trình tình nguyện sẽ tiếp tục được triển khai với quy mô lớn hơn và có tính liên kết cao hơn giữa các địa phương. Họ sẽ tập trung vào việc huy động sự tham gia của thanh niên trong các hoạt động bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là tại các vùng khó khăn hội sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa thanh niên và các tổ chức kinh tế doanh nghiệp các chương trình đào tạo nghề hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp sẽ được thúc đẩy giúp thanh niên có cơ hội phát triển kinh tế ngay tại quê hương mình góp phần xây dựng bến tre ngày càng giàu mạnh công tác giáo dục đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên sẽ được hội đặc biệt chú trọng các chương trình phòng chống tệ nạn xã hội bạo lực học đường và xây dựng văn hóa ứng xử trong thanh niên sẽ được triển khai mạnh mẽ điều này không chỉ giúp thanh niên phát triển một cách toàn diện mà còn tạo ra một cộng đồng thanh niên gắn kết văn minh Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029 là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời hướng về tương lai với kỳ vọng mới, với sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể thanh niên trong tỉnh. Tin rằng đại hội sẽ tạo ra những bước phát triển mới, góp phần xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng phát triển, hiện đại và thịnh vượng. Đại hội không chỉ là cơ hội để tôn vinh những đóng góp của thanh niên, mà còn là dịp để khẳng định vai trò quan trọng của thế hệ trẻ trong việc xây dựng tương lai đất nước. Thông qua những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thanh niên Bến Tre sẽ tiếp tục cống hiến hết mình xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của đảng, nhà nước và nhân dân. Thưa quý đồng chí, quý vị các thính giả cùng các bạn, năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành kế hoạch xây dựng hình mẫu thanh niên đồng khởi tiêu biểu là sự tiếp nối hình mẫu thanh niên đồng khởi mới góp phần đẩy mạnh việc xây dựng thế hệ thanh niên Bến Tre vừa hồng vừa chuyên, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bến Tre, sớm thực hiện hóa khát vọng Bến Tre năm 2045. Đây cũng là giải pháp để tiếp tục cụ thể hóa cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời đại mới tại Bến Tre và thực hiện nghị quyết số 5 của tỉnh ủy về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc, tiến bộ với phương châm xây dựng điển hình, học tập điển hình bắt kịp điển hình và vượt qua điển hình của phong trào thi đua đồng khởi mới. Về nội dung trọng tâm, hình mẫu hướng đến thanh niên học tập, rèn luyện để có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, nhận thức rõ và thực hiện tốt 10 hệ giá trị cốt lõi xây dựng con người bến tre phát triển toàn diện, yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, bản lĩnh, tự cường, tự trọng, trách nhiệm, hợp tác, sáng tạo. Hình mẫu gồm 4 giá trị cơ bản của thanh niên bến tre trong thời đại mới, yêu nước, bản lĩnh, hiếu thảo tình nguyện qua thực hiện hình mẫu đoàn các cấp phát hiện bồi dưỡng tuyên dương và lan tỏa những gương thanh niên tiêu biểu về năng lực phẩm chất đồng thời nhấn mạnh việc phát huy được sở trường của từng thanh niên đây là giải pháp tham gia hình mẫu vừa là mục tiêu vừa là động lực cho thanh niên và cả thiếu niên nhi đồng phấn đấu hướng đến nêu cao tính nêu gương trước hết của cán bộ đoàn viên trong từng lĩnh vực tạo sự đồng thuận cao trong cấp ủy chính quyền đoàn thể và nhân dân tại từng địa phương đơn vị hình mẫu cổ vũ thanh niên phát huy sức trẻ học tập rèn luyện động viên thanh niên lao động sáng tạo đạt được những kết quả cụ thể trên lĩnh vực của mình để đạt được danh hiệu thanh niên đồng khởi tiêu biểu các cá nhân phải gắn bó với công tác đoàn hội đội và phong trào thanh thiếu nhi có tư tưởng chính trị vững vàng đạo đức lối sống tốt có mối quan hệ tốt đẹp với đoàn viên thanh niên và nhân dân đồng thời cá nhân phải thực sự tiêu biểu trên lĩnh vực của mình thể hiện có bề dày công tác thành tích cụ thể đạt được và đã được các cấp có thẩm quyền ghi nhận biểu dương hàng năm, ban thường vụ hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đoàn sẽ bình chọn và xét ra những cá nhân tiêu biểu nhất về khả năng lực và phẩm chất trên từng lĩnh vực cụ thể: học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, lao động, sản xuất, khởi nghiệp, kinh doanh, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, quốc phòng an ninh, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi, công tác xã hội và một số lĩnh vực khác. Ban thường vụ tỉnh đoàn cũng đề nghị hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hội đồng đội tỉnh có kế hoạch tuyên truyền và cụ thể hóa giá trị hình mẫu thanh niên đồng khởi tiêu biểu trong hệ thống hội, đội. Hội đồng đội tỉnh tiếp tục phát động hình mẫu thiếu nhi Bến Tre, cháu ngoan Bác Hồ không ngại việc khó, thi đua sáng tạo trong giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030, xem như bức dựng nguồn cho thanh niên đồng khởi tiêu biểu. Cùng với đó, các danh hiệu như cán bộ đoàn, hội, đoàn viên, hội viên tiêu biểu, thanh niên tiên tiến làm theo lời bác các cấp cũng vận dụng nội hàm hình mẫu để thực hiện. Trong thời gian qua, vì là sự kế thừa tiếp nối hình mẫu thanh niên đồng khởi mới, nên đoàn, hội, đội các cấp bắt nhịp và triển khai rất nhanh, công tác thông tin, tuyên truyền được phổ biến rộng khắp. Đa số cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tiến bộ đều nắm được tinh thần của hình mẫu. Nhiều cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên đã đăng ký, có kế hoạch thực hiện hình mẫu cụ thể gắn với các tiêu chí trong quy chế xét trao danh hiệu của đoàn các cấp. Riêng đối với cấp tỉnh, Việc tuyên dương danh hiệu thanh niên đồng khởi tiêu biểu được ấn định vào tháng 10 hàng năm, gắn với ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10. Đoàn cấp tỉnh đã tuyên dương 46 thiếu nhi đồng khởi mới, 19 thanh niên đồng khởi mới riêng năm 2023 đã tuyên dương 11 thanh niên đồng khởi tiêu biểu trên 6 lĩnh vực như: công tác đoàn, hội, đội và phong trào thanh thiếu nhi, học tập giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính, quốc phòng an ninh và thể dục thể thao. Năm 2024 có 9 cá nhân đạt danh hiệu thanh niên đồng khởi tiêu biểu tỉnh Bến Tre và được vinh danh tại họp mặt kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vào ngày 8 tháng 10 năm 2024. Những điển hình được tuyên dương trở thành nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động, thường xuyên nêu gương và chia sẻ kinh nghiệm cho các cơ sở đoàn. Năm 2025 là năm quan trọng khi đại hội đảng các cấp được tổ chức. Đồng thời địa phương và đất nước cũng kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng. Vì vậy, trong năm 2025, việc tuyên truyền về hình mẫu được đẩy mạnh lên mức cao nhất có sự kiểm tra giám sát việc thực hiện tại các tổ chức cơ sở đoàn công tác xét cao danh hiệu cấp tỉnh cũng được bám sát quy chế đã được ban thường vụ tỉnh đoàn ban hành đảm bảo khách quan công bằng cá nhân được tuyên dương phải thực sự tiêu biểu đồng thời những cá nhân được tuyên dương sẽ cùng với đoàn hội đội các cấp lan tỏa thực hiện việc hình mẫu trong xã hội thông qua các hoạt động tuyên truyền giao lưu học tập kinh nghiệm hình mẫu thanh niên đồng khởi tiêu biểu có thể nói là khá toàn diện và cụ thể nên định hướng được mục tiêu phấn đấu cho mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên cũng là con đường để thanh niên thể hiện khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Xuân Diệu sinh năm 1916, mất năm 1985, là một trong những cây bút lớn của phong trào thơ mới ở Việt Nam thơ của ông mang nhiều màu sắc khác nhau để lại nhiều dấu ấn cho bạn đọc ông chính là ông hoàng của tình yêu luôn tràn đầy sự tươi mới yêu đời mãnh liệt là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ chất thơ của xuân diệu luôn tạo được sự mới mẻ khác biệt sử dụng ngôn từ sáng tạo nên hấp dẫn nhiều độc giả ai đã đọc thơ của xuân diệu chắc chắn sẽ khó lòng mà quên được ông là con người có tinh thần lao động nghệ thuật bền bỉ việc sáng tác văn thơ không chỉ để khẳng định tài năng mà còn là cách để ông giao cảm với đời khẳng định sự hiện hữu của mình trong cuộc đời cũng chính lẽ đó mà xuân diệu còn được biết đến là nhà thơ của mùa xuân tình yêu và tuổi trẻ thơ xuân diệu luôn thể hiện lòng yêu đời ham sống đến cuồng nhiệt luôn khát khao chiếm lĩnh và hưởng thụ những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Xuân Diệu cũng chính là một nhà thơ đã sớm hòa mình vào dòng thác cách mạng của đất nước với những tác phẩm như những khúc tráng ca. Ngọn Quốc Kỳ năm 1945-1961, Hội nghị non sông năm 1946, Dưới sao vàng năm 1949. Ông cũng là một trong những nhà thơ dấn thân có mặt trong cả hai cuộc kháng chiến của dân tộc, sống cuộc đời gian lao, vất vả và quanh liệt của nhân dân khắp các nẻo đường đất nước. Bài thơ Những đêm hành quân được Xuân Diệu viết vào tháng 5 năm 1966 trong chuyến thực tế của ông tại thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ đang ở giai đoạn khốc liệt. Radio Lý luận trẻ tuần này kính mời các đồng chí, quý vị khán thính giả và các bạn cùng nghe bài thơ Những đêm hành quân của nhà thơ Xuân Diệu. Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi Cùng đổ mồ hôi cùng sôi giọt máu Tôi sống với cuộc đời chiến đấu Của triệu người yêu dấu gian lao Tôi đã đi hàng chục đêm sau Một chiếc xe đạp vào băng bóng tối Cũng có lúc mây trời đen kịch lưới Cũng có tuần trăng mới ánh trăng trong Đã mấy khi tôi thức giới non sông Trọn những đêm rồng mắt trong chân bước Đêm hành quân thả tâm hồn đi trước Yêu giới câm hai đợt sống ào ào Dỗ bên lòng dội mãi tới trăng sao Giữa đêm tối gần xa là biển mực Chính là lúc trái tim càng sáng rực Khi mắt không nhìn được bốn thước xa Chính là khi nghe cả núi sông nhà Tôi như đứa trẻ con đôi mắt khép Sợ mặt mẹ trên ngón tay tha thiết Tôi hiểu hết đêm nay Thôn sớm nghĩ gì Đằng chân trời ấp ủ những điều chi Đã ngót năm Vẫn nhớ từng tất đất Là những tháng ngày Bôm căng thẳng nhất Khi giữa đường nhờ đất để che thân Anh càng yêu Đất nước gấp trăm lần Khi qua sông Trời bỗng dưng chóng sáng Máy bay giặc đằng xa như chớp nhoáng bà mẹ đứng cao trên mạn chèo thuyền mấy mươi người thành một chí cương kiên khi những dấu tay bứng trồng còn mới trên hai hàng cây bên đường xanh tới ân cần lo nảy lá ẩn người qua khi hố bơm vừa lắp suốt đêm qua đá còn thân dưới chân anh cảm động khi mắt cháy nhìn những tường gạch rụng trại cụ già an dưỡng ngã ba môi khi những người phòng huỳnh lập đêm đời những chân đau dưới trăng mờ lững thững ôi những tháng sống cùng thanh nghệ dững nước rào rào chảy dạng đập đô lương đi dưới cà phê đông hiếu nông trường hoa trắng toát ngát thơm lừng mấy dặm khuya mệt quá thấy đường xa một chấm những túp nhà cho chỗ ngủ nơi ăn những cầu đồi cầu hổ trong trăng đứng vững với cầu hàm rồng sắt thép những tỉnh gia trở ra phà ghép những quảng tường quảng tiếng biển sầm sơn tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi cùng đổ mồ hôi cùng sôi giọt máu tôi sống với cuộc đời chiến đấu của triệu người yêu dấu gian lao 26 tháng 5 năm 1966 Thưa quý đồng chí, quý vị khán thính giả cùng các bạn, Radio Lý Lượng Trẻ Tỉnh Bến Tre tuần này đến đây là hết. Hy vọng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích cho quý đồng chí và quý vị khán thính giả cùng các bạn trong công việc, học tập và cuộc sống. Xin hẹn gặp lại quý đồng chí, quý vị khán thính giả cùng các bạn trong số Radio tuần sau phát thanh lúc 9 giờ sáng, Chủ nhật ngày 13 tháng 10 năm 2024 trên fanpage Tuổi Trẻ Bến Tre. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.